Thưa quý vị và các bạn, Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có đề xuất cho lao động đóng trên 30 đến 35 năm, bảo hiểm xã hội được nghỉ hưu sớm 5 năm so với quy định và vẫn hưởng tối đa 75%. Trong dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề xuất chính sách áp dụng cho lao động nữ đóng trên 30 năm bảo hiểm xã hội, nam trên 35 năm nếu có yêu cầu, mỗi năm nghỉ sớm không bị trừ 2% tỷ lệ hưởng, tối đa 5 năm so với tuổi nghỉ hưu quy định. Trong khi đó, luật bảo hiểm xã hội hiện hành, quy định lao động nam muốn hưởng lương hưu tối đa 75%, phải đóng đủ 35 năm bảo hiểm xã hội, nữ đủ 30 năm. Nếu đóng thừa thời gian, lao động nhận một khoản trợ cấp bằng 0,5 lần bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho mỗi năm thừa. Thống kê giai đoạn 2016-2021, cả nước có thêm 661.000 lao động nghỉ việc hưởng lương hưu hàng tháng, 435.000 người trong đó nhận trợ cấp một lần vì thừa số năm đóng bảo hiểm xã hội tối đa chiếm gần 66%. Bình quân ba người nghỉ hưu thì có hai người được hưởng mức tối đa 75%. Bảo hiểm xã hội Việt Nam lý giải, nhóm đóng vượt số năm tối đa, hầu hết tham gia bảo hiểm xã hội sớm, thời gian đóng dài nên xứng đáng được hưởng lương hưu sớm nếu có yêu cầu.